Dạ vâng, kính thưa quý vị, vâng, chỉ với 9.600.000 thôi quý vị nhá. Vâng, 9.600.000 thôi, Nguyễn Long sẽ bao ship code trên toàn quốc ạ. Là quý vị đã có thể sở hữu ngay được một chiếc xe đạp thể dục thể thao quý vị nhá. Vâng, chính hiệu hãng bãi Nhật về đấy quý vị nhá. Vâng, đó chính là chiếc xe đạp mang cấu hình khung sườn full nhôm. Nó sở hữu cái thương hiệu đó là Black Season quý vị nhá. Vâng, và model là Ovation, đó là một thương hiệu của Mỹ đấy ạ. Và quý vị nào có nhu cầu mua thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973 126 389 quý vị nhá. Vâng, đó chính là số điện thoại của chính Nguyễn Long ạ. Và địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Vâng, và tiếp tục hôm nay ở cái video này, Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Roat mang cấu hình là khung sườn full nhôm. Nó mang cái thương hiệu là Black Season. Vâng, nó sở hữu cái thông số đo thì là dòng ngang là 51, dòng đứng là 43. Vâng, tương đương sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m60-61 trở lên đến 1m75-76 trở về quý vị nhá. Vâng, chạy sẽ khá là phù hợp ạ. Và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Black Season cấu hình full nhôm này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ thì Nguyễn Long cũng sẽ đo lại thông số cái dòng ngang, dòng đứng, dòng đứng cụ thể chi tiết cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không ạ. Đây quý vị thấy ạ, dòng ngang là 51. Đó, còn dòng đứng thì là 43 quý vị nhá. Vâng, đều nó đo tâm tâm. Đó, sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m60-61 trở lên, 1m75-76 trở về, chạy sẽ khá là ok quý vị nhá. Vâng, đó, Black Season. Đó, một cái thương hiệu là của Mỹ quý vị nhá. Vâng, và cũng rất là lâu rồi Nguyễn Long mới mua được một chiếc xe đạp mà chính bãi Nhật như thế này. Vâng, hàng bãi thì về đấy quý vị nhá. Và Nguyễn Long cũng thấy là nó cũng còn khá là sạch sẽ. Vâng, nước sơn cũng khá là đẹp. Cho nên là Nguyễn Long cũng đã mua nó về. Và đặc biệt là cái mức giá thì Nguyễn Long thấy nó cũng là rất là hợp lý nữa. Vâng, để dành cho những quý vị có những cái nhu cầu mà chỉ rèn luyện thể thao hàng ngày để kiếm sức khỏe. Vâng, và ở cái mức giá là nó rất là phải chăng, rất là dễ tiếp cận. Đó. Đấy, quý vị thấy ạ. Vâng, tem bãi rất là nhiều quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy. Vâng, và nó là sở hữu cái cấu hình là khung sườn full nhôm. Đó, độ mới thì cũng còn khá là đẹp. Đó, có những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đó, những cái vết xước bình thường quý vị nhá, không có gì là đáng quan ngại cả. Cấu hình khung sườn full nhôm thì quý vị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sử dụng rồi, rất là bền bỉ. Đó, quý vị thấy. Đó. Những cái vết xước bình thường trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi quý vị nhá. Theo quy của nhà sản xuất đó là size 47 này. Đấy, quý vị thấy. Đó, quý vị thấy các cái tem của Nhật này. Đó, bây giờ rất là nhiều các loại tem này quý vị nhá. Đấy, số điện thoại của cửa hàng này. Đấy, tem Asahi. Đây Asahi đây ạ. Đấy, đấy hệ thống Asahi. Đó. Rất nhiều các loại tem bãi được quý vị nhá. Đấy. Đó, phần thân chính. Nói chung là cũng có những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày quý vị nhá. Đấy. Phần đuôi càng sau. Đó, những cái vết xước trong quá trình sử dụng hàng ngày. Nói chung là cũng không có gì đáng kể về mặt hình thức cả. Tổng thể thì cũng còn tương đối khá là ok. Với cả mức cái giá dưới 10 triệu thì được cái sở hữu những chiếc xe như cực kỳ bền bỉ như này là cũng rất là tốt đúng không ạ? Vâng, cái đấy là về bên trái của chiếc xe. Đây quý vị thấy. Phần đuôi càng sau. Đó. Mọi thứ đều khá là ok đấy quý vị nhá. Mặt trên của chiếc xe, mặt trên của chiếc khung. Đó. Vâng, theo quý của nhà sản xuất đó là size 47. Phần đầu của chiếc xe. Đó. Thương hiệu Black, đây quý vị thấy. Vâng, phần càng trước. Đó, quý vị thấy cũng khá là ok quý vị nhá. Đó, phần thân chính. Đây quý vị thấy. Đó, rất nhiều các tem bãi quý vị nhá. Đó, quý vị thấy phần gầm chiếc xe khá là ổn đúng không ạ? Đấy, quý vị thấy cũng độ mới còn rất là tốt. Đó, và khung gầm chiếc xe đó, cũng còn rất là đẹp đấy quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy. Đấy, mã số khung này. Đấy, quý vị thấy. Đó, mọi thứ khá là ok đấy ạ. Vâng, đây các cái tem ở bên Nhật đấy ạ. Hệ thống Asahi này. Đấy, tem an ninh nội địa Nhật Bản này. Đó, tem cửa hàng này. Này. Đấy, quý vị thấy các cái tem của Nhật đấy quý vị thấy. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ quý vị nhá. Và Nguyễn Long cũng xin cam kết chiếc xe nó là chính hãng rồi. Mà quý vị cũng yên tâm một điều nào đó, đối với những chiếc xe khung sườn full nhôm này thì cũng không có lo lắng gì về hàng nhái hàng fake cả quý vị nhá. Vâng, và chất lượng thì hoàn toàn là an tâm về cái quá trình sử dụng. Vâng, nó cực kỳ bền bỉ quý vị nhá. Vâng, và Nguyễn Long xin cam kết chiếc xe nó là chính hãng từ bên bãi Nhật về đấy quý vị nhá.
Vâng, tiếp đến là cái bộ dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên, thì chiếc xe đang sở hữu bộ dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên tất cả đều là nhôm siêu nhẹ hết quý vị nhá. Đó. Đây vì đấy. Đều là nguyên zin của Brake đấy ạ. Đó, thương hiệu Brake để quý vị nhìn thấy này. Đó, Brake. Đó, Brake nguyên zin theo xe đấy ạ. Đó, đã ghi đông quý vị nhá. Đấy. Vâng, rất là hay. À, chiếc xe này còn được trang bị là bộ phanh lười quý vị nhá. Cho nên là quý vị có rất nhiều các cái tư thế để tay. Đấy, ví dụ như là để tay đây mình sẽ bóp phanh chỗ này. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tiện. Đấy, như thế, bộ phanh lười này là người chủ xe mua xe ban đầu là người ta đã mất thêm kinh phí để người ta lắp thêm phụ kiện này đấy quý vị nhá. Đó. Mọi thứ còn khá là đẹp. Đấy, như thế. Chén cổ FSA. Đó. Cũng không có vết chảy xước nào lớn đâu đáng quý vị quý nhá. Đấy. Vâng, cọc yên cũng là nhôm và đồng bộ đều là của Brake. Chiếc yên cũng là Brake này, đấy quý thấy cũng là đều là nguyên zin của xe từ ban đầu này, đấy quý thấy Brake. Và cũng còn tương đối là đẹp. Đó. Đây quý thấy. Vâng, cũng khá là êm đấy quý nhá. Yên đệm rất là êm. Vâng, có rãnh thoát khí ở giữa. Đấy quý thấy, nên là quý vị cũng khá là thoải mái khi đạp đường dài. À, có rách sờn ra một chút xíu ở phần đầu đấy thôi. Đó quý thấy không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả quý nhá. Còn chất lượng sử dụng thì hoàn toàn là rất là ok. Đó. Đó, vâng, đấy như vừa rồi quý vị thấy rồi, vâng, khung sườn full nhôm, dàn đầu ghi đông bông tăng, cọc yên tất cả đều full nhôm hết quý vị nhá. À, và chiếc yên đều là tất cả các phụ kiện này đều là vẫn là nguyên theo cấu hình nguyên zin theo xe quý vị nhá, của nhà sản xuất ban đầu khi xuất xưởng. Đó thì đấy. Vâng, tiếp đến là cái bộ chuyển động quý vị nhá, là đang chuyển động bộ sở hữu bộ chuyển động đó là Shimano. Shimano và đó là 2x8 quý vị nhá. Vâng, 2x8 nó cho ra 16 tốc độ. Đấy, sau chi tiết từng bộ phận. Đây quý vị thấy ạ. Vâng, phần tay nắp vẫn còn rất là đẹp đấy quý vị nhá. Tay nắp phía bên phải này. Đấy, không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý cả. Đó, quý vị thấy. Rất là ok đúng không ạ? Vâng, chiếc xe cũng rất là giữ gìn, được người chủ người sẽ sử dụng rất là giữ gìn. Đấy quý vị thấy, phần tay nắp phía bên trái. Đó, cũng rất là ok đấy quý vị nhá. Đấy quý vị thấy. Đó. Cụm phanh trước. Đó, cụm phanh 3 mảnh nguyên zin theo xe. Bằng nhôm siêu nhẹ hết đấy quý vị nhá, nhôm CNC. Đấy quý vị thấy rất là đẹp, rất là trắng. Cụm phanh sau. À, gạt níp Shimano đấy, cũng khá là đẹp đấy quý vị nhá. Vâng, cũng có sức nhẹ một chút xíu trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Đấy, vì đấy, đấy cứ nhìn tổng thể hình thức cũng còn khá là ok. Chiếc níp níp 8 đấy vì thấy cũng còn rất là vuông vắn đấy quý vị nhá, còn sử dụng rất là tốt. Đó. Sên KMC Marong quý vị nhá, đồng bộ theo gò rút vậy ạ. Giò dĩa cũng là nguyên zin theo xe. Đấy quý thấy là Brake, đó, đồng bộ hết với này của xe quý vị nhá. Đó. Gạt đĩa Shimano. Đó, đó quý thấy, và cũng không có vết, tổng thể hình thức cũng còn khá đẹp luôn nhá, không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý cả. Đó quý thấy, cũng rất là ok đúng không ạ? Đấy. Đấy quý thấy nhá. Còn khá đẹp. Đấy, chiếc sên thì vẫn còn sử dụng rất là tốt. Đấy quý thấy vẫn cũng khá là ôm quý vị nhá. Vâng, phía sau giò dĩa đấy ạ. Đấy quý thấy cũng không có chảy xước nào lớn cả. Vâng, độ đẹp khá là cao đấy ạ. Đó quý thấy. Vâng. Bề đan bãi theo xe quý vị nhá. Giò dĩa bên trái. Brake. Đó, đồng bộ theo xe. Đó, cũng khá là đẹp quý vị nhá. Bề đan bãi theo xe. Vâng, kế đến là cặp bánh, thì chiếc xe đang sở hữu một cặp bánh cũng rất là bền bỉ, mang cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Nhật. Đây quý thấy ạ. Đó là một bánh Shimano. Đó quý thấy, đầy đủ bánh sau. Shimano quý vị nhá. FH2200 đây là cái mô đen. Đó, đủ bánh trước Shimano. Đó, khá đẹp đấy quý vị nhá. Vâng. Cặp bánh này thì là đũa đàn cặp 1. Đấy quý thấy, đũa đàn cặp 1. Rất là đẹp. Đó. Bánh nhôm bản 3 phân đấy quý vị nhá. Đấy quý thấy. Khá là chắc chắn và cực kỳ bền. Gọi là bánh Shimano là bao cây bừa đấy quý vị nhá. Đây, mô đen này quý vị ạ, BC Tornado. Đó. Vâng, nhắc về bánh Shimano thì là quý vị biết là rất là bền bỉ rồi, rất là lồi đồng cuối đá quý vị nhá. Vâng, có thể nói là bao cày bừa đấy ạ. Cặp vỏ trước sau thì vẫn còn sử dụng khá là tốt đấy quý vị nhá. Cũng còn sử dụng khá là ok đấy ạ. Đấy, bên ông kiểm tra. Đây, tà lồng vẫn còn khá là ok. Đấy vị đấy. Vẫn còn sử dụng rất là ok đấy quý vị nhá. Không có gì mà phải lo no lắng cả. Đó quý thấy. Cặp vỏ trước và sau đều còn sử dụng rất là ok đấy quý vị nhá. Vâng, tì bật bánh sau Shimano đồng bộ theo bánh, tì bộ bánh trước đồng bộ theo bánh hết quý vị nhá.
Vâng, tiếp đến là cái phụ kiện của người chủ xe. Người trước người ta vẫn có để lại trên xe. Thì đây quý vị thấy đầu tiên nó có cái chuông này. Đấy, kia rất là thanh nhé quý vị nhá. Đó, chuông rất là đẹp, to. Đó, và đặc biệt đó là cái bộ tay phanh người này. Đấy quý vị thấy, một cái thiết bị bộ phận mà Nguyễn Long thấy là nó rất chi là phù hợp đối với quý vị mà thay để tay ở đây quý vị nhá. Vâng, đi trong phố nữa, rất là tiện. Đó. Rồi thì chiếc gọng bình nước đó, bằng composite quý vị nhá. Đó, theo xe. Đây ạ, chiếc đèn phản quang phía sau. Đấy, quý vị thấy. Dạ vâng, vậy là vừa rồi thì là Nguyễn Long đã cũng quay giới thiệu rất đầy đủ tổng thể chi tiết để giới thiệu tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Road ở thuộc cái phân khúc cấu hình bình dân này, mang cái thương hiệu của Mỹ, vâng, Black Season, và nó là chính hiệu là xe bãi Nhật về đấy quý vị nhá. Và cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán trước Black Season sở hữu cấu hình khung sườn full nhôm này. Đó, bộ chuyển động thì là 2x8 và cặp bánh Shimano. Đấy quý vị, độ hình thức của chiếc xe này quý vị cũng thấy rồi, Nguyễn Long đã quay kỹ chi tiết rồi. Đấy, nó cũng còn là khá là đẹp đúng không ạ? Đấy thì là cái mức giá bán là 9.600.000 quý vị nhá. Vâng, 9.600.000 là Nguyễn Long bao ship code trên toàn quốc. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973126389 ạ. Số điện thoại của Nguyễn Long thì có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh ạ. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe trực tiếp rồi trải nghiệm thực tế tại cửa hàng ạ. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc quý vị nhá. Vâng, quý vị khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng sẽ đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Đó, và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện ạ. Đó, và cái xe này thì Nguyễn Long xin cam kết là cũng là hàng chính hãng rồi và hàng bãi Nhật về quý vị nhá. Vâng, xe nhôm thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm là không có hàng nhái hàng phách quý vị nha. Đó, và quý vị mua xe thì cũng hoàn toàn yên tâm đối với cửa hàng của Nguyễn Long. Vâng, Nguyễn Long chuyên những cái phân khúc xe là đấu giá rồi thì hàng bãi Nhật về là rất là cao cấp và nó là hàng chuẩn chỉ quý vị nha. Đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Break cấu hình full nhôm này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.